Vĩnh là của bố nhà chị Phương Khải. Trời gì tại này cứ mất thịt trời gì nữa. Rồi mời mọi người thưởng thức âm nhạc nhá. Rồi mời em Tuấn. Không có được một điều. Em mới đặt kiếm màu đen. Một cái màu đen. Một đằng nó nhảy lên theo. Rồi nào tranh thủ anh em mình nhậu đi chứ. Vừa nghe nhạc vừa nhậu đi chứ. Thế là y hệt rồi anh em vô tình vô đúng một loại rồi. Nhá. Lát này mua màu đen này đến không được trừ triệu không? Có trừ triệu, nó 10 vòng thì không phải. Vô. Vô. Còn 10 triệu. Để mấy gì cho thầy? Một ra, một cái chuyện hai người chung lên cái sẵn. Dạ. Một trong đó có. Còn có muốn thử. Bạn có tá ớt cùng trong đó chúng ta vẫn đi như vẫn đắp được 1 triệu của em đấy. Không có bao. Thấy rồi vẫn 1 triệu màu đen nhưng mà đây nó xóa đất vẫn đắp. Sáng nay đạp thử mà đang còn bắt được tay bắt được tay Mời các bạn nhậu và thưởng thức âm nhạc của Đùi Truyền đêm khuya với cả gia đình nha. Anh em ơi. Mời đây, mời nhạc sĩ.